Gần 2 tháng nay, xưởng bóc gỗ của gia đình anh Trần Văn Cường, xã Phong Niên, huyện Bảo Thắng gần như không hoạt động. Khoảng 400 mét khối gỗ nguyên liệu nhập về vẫn chất đống, 300 mét khối ván đã bóc chưa thể tiêu thụ. Nhiều công nhân không có việc làm. Việc tiêu thụ gỗ ván bóc không những bị ép giá mà còn không thể bán được, khiến anh Cường đứng ngồi không yên. Giờ cái là năm nay là cái đầu vào ấy thì nó lại lúc đầu mình vào thì theo kiểu lúc ván hạn bán được cái giá 23-24 ấy thì mà mình lấy cái gỗ vào cái giá cao. Thế nhưng bây giờ tự nhiên là giá hàng nó tụt xuống một cái. Gia đình làm nó bị lỗ ở cái đoạn đấy. Chờ vay được ngân hàng cái là thanh toán được công nhân là cho anh em nghỉ ăn Tết thôi. Bảo Thắng là địa phương có nhiều xưởng chế biến gỗ ván bóc trong tỉnh. Trung bình mỗi ngày những cơ sở này tiêu thụ tới hàng trăm mét khối gỗ nguyên liệu. Thực tế những năm qua cho thấy chế biến và tiêu thụ gỗ ván bóc tiềm ẩn nhiều rủi ro như không tìm hiểu kỹ thị trường dẫn đến cung vượt cầu, sản phẩm sản xuất ra không được tiêu thụ, khâu bảo quản kém dẫn đến giảm giá trị của sản phẩm ván bóc. Gỗ bóc này thì nếu như gỗ tươi thì nó trong quá trình bóc thì nó không bị vỡ, còn nếu để khô thì sẽ bị vỡ mà cái chất lượng ván nó sẽ kém mà sẽ ảnh hưởng đến giá thành. Tất cả cái gỗ bóc rồi mà để lâu cũng hỏng. Vâng, bởi vì nó là gỗ rừng trồng nó chỉ được 4-5 năm thôi. Thì người ta có thể đã khai thác để người ta bóc được. Cơ bản nó nếu mà để đấy thì một thời gian là nó sẽ bị hút ẩm và nó bị mục mốc, mà khi đó thì Trung Quốc nó sẽ không nhập cái sản phẩm ấy. Những cái tháng cuối năm này thì cái việc mà chế biến nông sản cái ván bóc này nó cũng chậm lại. Các cái cơ sở sản xuất kinh doanh hầu như là cũng bị tồn đọng nhiều mặt hàng. Đấy, thì cái này cũng chúng tôi cũng đã nắm được và cũng có một số các khuyến cáo trong đối với các cái cơ sở sản xuất ván bóc này là sẽ sản xuất theo kế hoạch từng tháng. Đấy, và có thể là phân kế hoạch ra ngoài riêng. Đấy, một số là các cơ sở sản xuất cũng đã tiếp thu và ghi nhận cái việc này và cũng sẽ giảm cái việc khai thác ngay trước mắt. Đa số các cơ sở sản xuất ván bóc trên địa bàn tỉnh nói chung, huyện Bảo Thắng nói riêng đều đăng ký kinh doanh dưới hình thức hộ kinh doanh cá thể. Không chỉ hạn chế trong việc đầu tư phát triển vùng nguyên liệu cho riêng mình, mà còn rất khó khăn trong việc chủ động tiêu thụ sản phẩm.